Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Muốn làm cái mũi này phải vì là bởi vì cái mũi của em trước nó bị lệch, với cả nó hai cái mũi nó hơi bị to. Em muốn làm nó cao lên một tí và cho nó đỡ bị lệch. Rồi thì tại nó hơi bị lệch sang bên này một tí nên em muốn chỉnh lại cho nó thẳng hơn. Với cả em chọn DA để làm này thì bởi vì là em được nghe mọi người nói nhiều về DA cũng như là được đánh giá phản hồi khá là tốt nên em đã chọn DA đến nơi để làm cái mũi lần này. Dạ vâng, xin chào mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang ở DA. Hôm nay mình đến DA để làm mũi. Và bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ và làm thủ tục. Sau đó thì mình sẽ đi gặp bác sĩ. Hiện tại thì mình đang ở phòng thay đồ của Nam và bây giờ mình sẽ đi làm thay đồ. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Bác sĩ bảo là mấy mili thì chị ạ? Còn 3mili 3mili 4mili가 최대예요. 5mili도 뭐 해볼 수 있으면 하는데 혹시 필요한 타이트 하면 그냥 저는 원래대로 쉬어도 될까요? �ác sĩ thì muốn nhưng mà khi bác sĩ đặt đúng là bác sĩ cảm thấy là ồ cái da em nó vẫn còn có cái độ giãn cho bác sĩ đặt 5mili 안 되면 타이트는 못 써요. 아니에요. 제가 알아서 할게요. 그러니까 할 수 있는 최대한 높이 해달라는 거잖아요. 네. Chào mọi người ạ. Vừa rồi thì mình đã được bác sĩ tư vấn xong thì tâm trạng hiện tại của mình đang cảm thấy khá là hồi hộp. Tuy nhiên là sau khi được bác sĩ tư vấn cũng như là bác sĩ giải đáp các cái thắc mắc của mình ấy, thì mình đã bớt đi một chút lo lắng, bớt đi một chút hồi hộp và mình cũng tin rằng sẽ có một cái kết quả rất là tốt, rất là khả quan. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để phẫu thuật. Thì nếu có kết quả mình sẽ cho mọi người cùng biết nhé.